Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thiên Long Vlogs của mình. Thì cái chủ đề cái video ngày hôm nay mình sẽ nói về vấn đề các bạn đặt hàng và cái vấn đề giao hàng. Là mình giải thích lý do vì sao mà các bạn đặt hàng của mình á, ở trên Shopee á, là gặp cái tình trạng mà hàng lâu đi và hàng lâu nhận. Thì có một số anh em nhận hàng cũng rất là nhanh, nhưng mà có số anh em á, chờ cũng rất lâu. Đó, thì cái thời gian chờ tầm khoảng từ 5 ngày, 7 ngày, có khi là 8 ngày ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ giải thích trong cái video này là hiện tại, tình hình hiện tại là các bạn đều biết là đang bị dịch bệnh. Đó, thì hiện tại shop mình là nằm ở Sài Gòn, nên là cái tình hình hiện tại Sài Gòn là nó đã mở giãn cách, nó nới giãn cách rồi để cho những cửa hàng, những nơi kinh doanh người ta buôn bán lại và người ta vận chuyển được. Còn cái vấn đề tại sao là những anh em ở tỉnh khi anh em đặt hàng qua shop mình, rất nhiều anh em nhắn tin cho mình là anh ơi sao em cho em hỏi là tại sao là em chờ 3-4 ngày rồi, 2-3 ngày rồi nhưng mà hàng vẫn chưa đi giao, vẫn đang nằm trong kho. Đó, hoặc là phân bổ đơn vị vận chuyển. Đó, cái phân bổ đơn vị vận chuyển là xíu mình sẽ giải thích sau. Ok, thì hiện tại là mặc dù đã giao hàng lại được nhưng mà tình hình là những anh em ở tỉnh á, là có sẽ có chỗ nơi nó còn vẫn đang còn giãn cách, vẫn còn chỉ thị 16, đó là hạn chế người dân ra đường. Như cái miền Tây đó, thì hiện tại miền Tây là đang bùng dịch, nên khi anh em ở miền Tây á, khúc miền Tây và khúc ngoài miền Bắc á, khi anh em đặt hàng á, thì cái vấn đề mà chờ hàng á, thì nó sẽ xảy ra ở một số xã, một số địa phương, một số huyện, chứ không phải là ai cũng vậy. Thì khi anh em chọn cái sản phẩm của mình trên Shopee và mấy anh em không chủ động chọn được cái đơn vị vận chuyển riêng cho mình ha, là phải đợi Shopee là nó xem xét lại là ở nơi các bạn đang sinh sống, nơi các bạn địa phương các bạn á, là còn đơn vị nào còn hoạt động thì nó sẽ phân bổ cái đơn hàng đó qua cái đơn vị đó, và bên mình phải chờ cái đơn vị đó duyệt mình ra cái mã đơn, rồi xong rồi chi nhánh của họ ở đây á, họ sẽ tới họ lấy hàng đi. Thì cái thời gian đó chờ là bây giờ hiện tại là nó đã lẹ hơn chút xíu rồi, khoảng cỡ 2 tuần trước á, thời gian chờ tới 4-5 ngày lận. Đó là mình mới duyệt được cái đơn các bạn, mới ra cái mã đơn mình đóng đi được. Và cái vấn đề thứ hai á, là trong cái thời gian mà hàng đi á các bạn, tình hình dịch nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là ví dụ như là khi mà hàng đưa về kho là họ qua rất nhiều cái giai đoạn, họ mới cho lên xe và chở về cái chỗ bạn ở. Và cái địa phương của bạn ở á, là cái đơn vị vận chuyển đó là họ sẽ bắt đầu họ duyệt, họ mới bắt đầu đi giao. Nó không phải như lúc trước dịch các bạn, lúc trước dịch các bạn đặt hàng thì tầm khoảng 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày là các bạn nhận hàng rồi. Nhưng mà hiện tại trong dịch đó là tất cả các shop đều gặp tình trạng như mình. Và tất cả những anh em mua hàng ở nơi mà anh em đang có dịch đó đều gặp tình trạng như nhau, đó là nhận hàng chậm ha. Còn về vấn đề khác như bên Lazada hay là bên sen đỏ gì đó có gặp tình trạng hay không là mình không biết, tại vì mình chỉ bán trên Shopee thôi. Đó, những anh em mua lẻ mình đều dùng qua Shopee để mình dễ quản lý. Thì hiện tại là Shopee đang gặp tình trạng như vậy. Thì sẵn tiện hôm nay mình làm cái clip để mình giải thích cho các bạn hiểu là khi mà các bạn mua hàng á, các bạn mà gấp quá thì cũng sẽ không được đâu, tại mình đã cố gắng hết sức mình sắp xếp nhanh nhất để gửi hàng đến các bạn. Nhưng mà tại bây giờ do dịch đó nên là cái khâu vận chuyển hàng hóa nó rất là rắc rối, nó rất là cồng kềnh các bạn, nó qua rất là nhiều giai đoạn. Như những các bạn đặt giỏ hay là đặt mâm hay đặt gì đó, lúc trước là mình tự chủ động chọn được cái đơn vị vận chuyển, còn bây giờ không có các bạn, nó phân bổ đủ thứ đơn vị hết. Bé thì Fred nè, rồi Ninja băng nè, rồi VNPost nè, rồi nói chung đủ thứ đơn vị hết. Đó, mình phải chờ. Như VNPost thì mình đóng hàng xong không, 3 ngày sau họ mới qua lấy. Đó, 3 ngày sau họ mới qua lấy hàng, là tổng thời gian bạn chờ cái đơn mà để mình duyệt mình đóng á, mà xuất đi á, là khoảng 4-5 ngày. Đó là giờ mình có hỏi là do địa phương ở nơi khách đó, là đang có dịch đó nên là phải họ phải chờ họ phân bổ. Còn cái vấn đề mà khi mà anh em đặt hàng, anh em chờ lâu quá, anh em đến hủy thì mình cũng gọi nhân viên mình cũng gọi, đó là giải thích cho các bạn hiểu là cái tình hình như vậy, chứ không phải là các bạn đặt hàng mình không gửi hàng. Thật sự nếu mà những bạn anh em nào mà có bán trên Shopee, đang có bán online mà có ủng hộ mình đó, thì anh em sẽ hiểu cái vấn đề mình đang gặp ha. Chứ không phải là khi anh em đặt hàng rồi mấy anh em thấy chờ lâu quá mà không thấy ta tới lấy hàng đó, anh em tưởng mình không gửi. Thực ra là không phải, là các bạn thông cảm cho mình và thông cảm cho những anh em khác luôn, cũng đang bán online như mình là gặp cái tình trạng như vậy. Đó, vấn đề mình cần nói trong cái video này khi mấy anh em đặt hàng mấy anh em cố gắng chờ chút xíu ha, mấy anh em không có vội được. Còn những cái anh em nó Sài Gòn á thì có thể là muốn gấp á thì anh em có thể đặt Grab ha, đặt Grab ha, đặt Ahamo gì đó để họ qua lấy hàng, họ ấn trước tiền hàng vào bên mình đó, rồi mình đóng hàng mình gửi thì xếp khoảng 20-30 ngàn vậy cho lẹ ha. Chứ các bạn ở Sài Gòn bạn đặt qua bên Shopee rồi các bạn hỏi mình anh ơi sao em ở Sài Gòn mà anh đặt sao đợi 2-3 ngày mới có hàng đó, thì cái tình trạng này các bạn phải hiểu là khi mình bạn mặc dù bạn ở kế bên mình luôn, chung cái phường mình luôn đi, bạn không có nhận hàng được liền đâu, họ đưa về tổng kho của họ xong họ phân phối lại từ đầu nữa, xong rồi mới giao đến bạn chứ không phải là từ mình họ lấy xong giao qua bạn đâu, tại vì họ làm việc có cái quy trình hết rồi. Ok, thì cái video này mình làm ngắn thôi đó, thì chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ ha. Thì sắp tới có gặp có những trục trặc rắc rối gì mình sẽ làm cái video mình thông báo tiếp. Thì mình cũng mong là những anh em là trong cái mùa dịch này giữ sức khỏe, giữ gìn sức khỏe ha. Rồi mấy anh em làm lại thì mình cũng chúc mừng những anh em đã đi làm lại rồi ha. Còn những anh em nào mà ở quê thì chưa đi làm lại, mấy anh em cố gắng vượt qua cái thời gian này. Rồi mình xin kết thúc cái video tại đây, rồi bye bye, tạm biệt các bạn.